Hello, xin chào các em đã quay trở lại với channel của Lato Z. Mình là Suy View, bên cạnh mình đây thì bạn là Khải. Hình như hôm trước là chủ nhật. Cái số anh em mình lên là cái số đầu tiên của năm. Đang lý ra là phải hôm đấy giveaway nhỉ? Phải có giveaway nhưng mà mới lại quên mất. Lấy đền à? Không nghĩ là hôm đấy lên được vào cái video đầu tiên của tháng của năm luôn. Thôi được rồi. Số này thì chúng mình sẽ tổ chức chương trình giveaway cho anh em tham gia nhá. Và đặc biệt là anh em nào chuẩn bị là muốn có quà lì xì không ạ? Vâng, người đâu? Cho giải lên đi anh ạ. Đầu tiên là giải 3 của chúng ta sẽ là chiếc kệ laptop màu đen. Vâng, nhìn thấy màu đen là chắc chắn là xanh chín rồi. Kệ laptop này thì là kệ laptop một tầng thôi anh em nhé. Nhưng mà nó rất là chắc chắn và có thể mang đi mang lại dễ dàng để anh em làm việc. Sản phẩm của này có giá trị là khoảng 200.000. Đấy. Tiếp đến loa luôn. Loa, cái giải loa. Đấy. Fantech. Fantech GF203. Nhìn cute mini có RGB các kiểu. Phiên bản này mình đang có là phiên bản màu đen. Thì mình mua tặng anh em là với giá là khoảng trị giá là khoảng hơn 300.000. Đấy. Fantech nha anh em nhá. Và cuối gì? Cùng chiếc tai nghe Edifier W820 Ninh Bình. Thì là mã này là mã sản phẩm mà có chống ồn chủ động, có xuyên âm, có chất lượng âm rất là hợp lý để cho anh em chơi game. Đấy, có cả game mode để anh em chơi game nhá. Cực kỳ là ok luôn. Đeo rất là nhẹ tai. Đấy, không quảng cáo cho Edifier, anh em nào thấy được thì hãy sponsor chúng mình nhé. Ok, và với giải nhất, giải nhì và giải ba thì thể lệ chương trình tham gia sẽ như sau. Đầu tiên anh em hãy subscribe channel Lato Z, đấy là điều đầu tiên anh em cần làm. Thứ hai là share video này lên Facebook cá nhân. Thứ ba là anh em hãy comment ở dưới với cú pháp là đã share cách 3 chữ số anh em dự đoán. Và chúng mình sẽ xét theo những người nào đầu tiên là gần nhất. Đúng. Xong rồi đến là chính xác nhất. Đúng. Đấy. Và hơn nữa là anh em không nên spam. Tại vì anh em spam anh em hốt hết quà, không cho anh em khác thì hơi ích kỷ. Đấy. Ok. Thì chốt kết quả là sẽ vào ngày 12 tháng 1, nghĩa là thứ năm tuần sau. 12 tháng 1 thứ năm tuần sau anh em nhá. Và anh em nào mà có gì nhỉ? Nguyện vọng trúng quà thì hãy comment ngay luôn thôi. Thoải mái đi. Còn anh em nào mà không thích quà lắm thì anh em có thể hỏi những câu hỏi mà chúng mình sẽ tổng hợp trả lời trong số đó tiếp theo. Và chúng ta sẽ quay lại với cả cái chuyên đề chính hôm nay. Đấy, đó là hỏi đáp. Hỏi đáp cùng laptop AZ. Vâng, chúng ta đến ngay với câu đầu tiên của bạn Linh Quang. Hãy hát cho mình hỏi, laptop mình ít di chuyển nên cắm sạc suốt ngày, kể cả lúc không dùng. Như vậy có ảnh hưởng gì đến pin của máy không? Tại mình ngại rút ra, đút vô nhiều lần phần tiếp giáp của sạc. Mình xài Legion 5 Pro, cảm ơn hãy hát. Lần phần tiếp giáp, nghĩ là bạn sợ mòn. Nhưng mà mình nghĩ là đến mức của nó mòn thì không đến mức đi đâu. Thế còn với em đi, kể cả em ít di chuyển, em dần di chuyển thì cái thói quen em sử dụng khi em cắm sạc laptop hay là em liên quan gì đến cái sạc laptop em hay là dùng như thế nào? Thì bình thường mình nghĩ là nhiều người cũng sẽ giống mình thôi. Đấy là lúc dùng thì cắm vào, lúc không dùng thì lại rút ra. Nghĩ là mọi người ai cũng vậy cả. Thì bạn có thể cứ rút ra bình thường, không sợ là đút vô đút vào nhiều nó bị vấn đề gì đâu. Và hơn nữa thì nếu mà bạn mà cắm sạc khi mà bạn không dùng ấy thì có thể nó sinh ra sẽ gây ra một vài vấn đề, ví dụ như là đang chill chill ngồi uống cà phê tự nhiên trời mưa bùm ra xong rồi sét oánh oành máy hay là máy đi luôn. Đấy, không phải vấn đề của máy có của sạc mà là vấn đề của dòng điện ấy. Dòng điện và thiên hoặc nhiên. Là một số cái mình không biết được, những kiểu thực tiễn bất ngờ nó chập điện quá. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cũng không biết như nào. Thì mình không cắm sạc là tốt nhất, nó đỡ phải lăn tăn khi mà mình không dùng. Chứ mình dùng mà mình có bị thôi đen rồi. Câu tiếp theo của bạn Khôi Nguyễn. Cho em hỏi, quạt của hãng Acer nghe review là kêu to, không biết mức to của quạt là như thế nào ạ? Một người bình thường đứng khoảng cách bao nhiêu thì không nghe tiếng quạt nữa, em cảm ơn shop. Mình không biết là phải như nào, tại vì là có thể là bạn đứng ở đây, bạn đứng ở bên kia khoảng cách khoảng 5m thì chắc chắn tiếng quạt vẫn nghe thấy. 5m vẫn nghe thấy bình thường. Tại vì là nó không có vật cản gì về âm thanh cả. Chứ khi mình bạn ở đây xong rồi mình ở phòng này chẳng hạn. Xong bạn phòng kia xong bạn đóng cửa vào. Đóng cửa vào thì bạn sẽ không nghe gì cả. Nhưng nói chung là nó ồn thì nó cũng ồn, nhưng mà đến mức mà kiểu phiền đến người khác thì may ra là kiểu mà ngồi chung một cái bàn. Cãi nhau như này. Đấy, thì tiếng ồn của ông này ảnh hưởng đến ông kia là chuyện bình thường. Còn ông này của phòng này, ông kia phòng khác thì chắc không đến mức đấy đâu. Đấy, mức to, ước lượng chắc là khoảng tầm cái số nhỏ nhất của cái quạt cây bình thường mà nhà bạn hay dùng. Chắc tầm đó. Tài Nguyễn Tiến có hỏi là em dự định mua Nitro 5 2022 có bản 100 sRGB được không ạ? Bên mình mua được tặng hay là giảm tiền nâng cấp RAM, nhu cầu em designer chỉ giải. Đầu tiên là nếu mà bạn muốn giảm tiền khi nâng cấp RAM thì chúng mình sẵn sàng hỗ trợ cái vấn đề này. Tại vì anh em mua máy Nitro 5 về là phải nâng RAM. Đúng. Còn vấn đề màn đẹp thì sao? Màn đẹp thì với phiên bản Acer Nitro 5 Tiger thì sẽ có nhiều mã khác nhau ấy. Thì cái mã mà 3060 xong rồi màn hình tần số quét là 165Hz ấy thì sẽ có 100% RGB. Đấy, còn những cái bản khác 144Hz thì sẽ không có. Okay. Đấy, còn về cái nhu cầu gọi là chỉnh sửa video và làm ảnh thì Nitro 5 Tiger làm tốt, ok. Quá đẹp.
có giới thiệu một trường là mình cho anh hỏi là 15 triệu. Nhờ bạn tư vấn mình có marketing LL F4. Thì toàn là sketch 3D với 2D với cả là stereo hay là AutoCAD. Mình muốn nó bền một chút, một lâu dài, cảm ơn. Đầu tiên là 15 triệu loanh quanh thì cứ dao động khoảng 16-17 đi cũng được. Thưa anh, nếu mà chính xác 15 triệu thì cũng hơi khó. Thế nên là anh em du di lên khoảng tầm hơn 16 một chút. Sẽ có IdeaPad Gaming 3 2021 với Ryzen 5 5600H với cả là RTX 1650. Thì mình thấy là marketing LL phiên 4 thì thoải mái. Ngoài ra thì với Asus Nitro 5 thì bạn có thể tham khảo i5 31650 bản 2021 Asus Nitro 5 Eagle cũng được. Cũng khoảng gần khoảng 16 thì đấy bạn cân nhắc thử xem, đấy là hai cái option mà mình nghĩ là khả thi nhất. Còn mã 2022 hiện tại thì tầm 16 đấy thì không có nhiều. Không có nhiều. Đấy. Thế ra thì Nitro 5 bây giờ kiếm cũng hơi khó đấy. Câu hỏi tiếp theo của bạn là Aries D Cost. Áp cho hỏi là bây giờ nên mua Helios 300 2022 không hay là chờ máy tính 2023 trong bối cảnh D5 sẽ phổ biến nên giá có thể mềm hơn với chip Gen 13 và RTX 4000 series. Hôm trước vừa thấy Acer giới thiệu Nitro 5 2023 có Nitro 5 6 à có Nitro 6 nữa. Có cả Max Switch, nút Turbo với cỡ vào Ultimate đem cả phân khúc Nitro đến đại Predator thì xinh xò quá. Ra thì bây giờ với phiên bản 3060 của Nitro 5 Tiger thì cũng đã có Max Switch rồi. Cũng có Advan luôn. Có rồi, có luôn, có cả Advan Ultimate luôn. Chỉ là không có cái nút Turbo mà còn nhanh thôi. Đúng rồi. Nhưng mình thấy không phải vấn đề lắm. Còn việc mà bây giờ có nên mua Helios 300 2022 ngay thời điểm hiện tại không thì mình nghĩ là mua được. Bởi vì giá hiện tại của Helios 300 đang rất là tốt. Đấy. Và hơn nữa thì nó là 3060. Để đánh bại là 3060 thì bạn 4050 năm sau thì chưa biết test là sẽ như nào. Nhưng mà về cơ bản là năm sau khi mà mình nghe được thông tin là 3050 được làm mới lại với hai tùy chọn VRAM thì mình biết VRAM. mình biết là 4050 nó sẽ không bao giờ mức giá dưới 30. Kiểu gì cũng trên 30 là cái chắc, tại vì là dòng 3050 còn ở dưới. Đấy. Đấy những kiểu bạn nhớ hồi xưa mà hồi 3050 3060 mới ra. Đấy, lúc ấy thì giá của cái card đấy thực sự rất là đắt. Đắt 30 triệu một con. 3050 mới ra thì... đấy cũng phải 25 26 triệu nhỉ? 25 26 27. Không phải là 28. Ờ, 30 Nông TI là phải 32, 34 đấy. Thấy chưa? Thì con 4050 nghe chừng là nó còn phải xa vời lắm. Đúng. Còn nếu mà chờ như kiểu bạn chắc phải chờ đến giữa năm thì may ra giá nó ổn định. Thì phải chờ đến thêm gì bạn ơi. Chứ 3022 bây giờ nó ngon rồi mà. Bạn thích chờ chờ được thôi, bạn sẽ ngồi bạn sẽ chờ đến năm sau nữa là cái chắc. Đấy. Nửa năm mất. đấy. Còn tiếp theo của Katori Sato. Ai ác cho hỏi là một con laptop để chơi game. Đồ ạ, vẽ. Hiện tại đang ngắm Legend 5 Pro R7 3070 Ti 41. Lát tuần ở tầm giá này ok hơn không? Em cảm ơn. Game app thì bạn chơi Rainbow Six Siege, Battlefield 2042, Adobe với Clip Studio. Nếu là em 41 triệu thì em thấy 3070 Ti đủ đáp ứng không? Em nghĩ 41 triệu thì 3070 Ti ok, khá ngon. Giá này là đẹp rồi. Legend 5 Pro con này giá này ok. Và hơn nữa thì cái phần game app như là 3042 Rainbow Six Siege thì nó cũng khá là nhẹ. Còn về việc làm việc thì 3070 Ti anh thấy là nó có lợi thế hơn nhiều với cả 3060 cho mức giá này. Thành ra thì anh thấy đây là một sự lựa chọn không tồi. Ryzen 7 cũng rất ngon nếu mà làm việc liên quan đến CPU chẳng hạn. Có chăng là nếu mà bạn cần một cái option cao hơn thì mình có thể khuyên nhắc các bạn là đổi RAM 16 lên RAM 32 để cho nó tương xứng với con 3070 Ti nhất. Đấy. Còn tiếp theo của Lemon Music, app cho em hỏi Dev là sản phẩm gì? Em mua đấy được bảo hành đầy đủ không? Em thì có shop không biết bảo hành có uy tín cho sản phẩm rep không? Đầu tiên thì là mua có shop thì có được bảo hành uy tín phần rep không thì có, chắc chắn rồi. Kể cả rep hay là 100% mới tinh hay là hàng gì cũng thế, bên mình cũng đều bảo hành uy tín cho bạn luôn. Ok chưa? Thứ hai là về rep là sản phẩm gì? Thì rep nó viết tắt của từ refurbish, thì có nghĩa là sản phẩm được tân trang lại. Có thể là tân trang từ các sản phẩm trưng bày tại cửa hàng, họ không trưng bày nữa, họ mang về thì họ sẽ tân trang lại, sau đó lên đóng hộp thành cái máy phép cho bạn. Còn gì? Thứ hai thì cũng có thể là những laptop mà chỉ xảy ra một vài lỗ nhỏ nhỏ ấy, thì họ cũng mang về họ sửa lại cái phần lỗi thôi, xong họ tân trang lại. Lại đóng hộp, lại mới, lại thành hàng rep. Đấy. Thì hàng rep nó sẽ một cái là sẽ có mức giá rẻ hơn với cả những sản phẩm mà mới, mà thực ra thì bên ngoài hay là phần hiệu năng nó cũng chả khác biệt. Nó vẫn là nó, chỉ là nó không phải là mới đâu. Đấy, có thể gọi là hàng đã qua sử dụng một thời gian ngắn cũng được. Và hơn nữa thì nếu mà hàng rep ấy thì nếu mà ở sản phẩm giá phổ thông như Nitro 5 thì nó không chênh lệch nhiều so với new, chênh cho khoảng 1 triệu. Đấy thì bạn nghĩ xem 1 triệu nó có nhiều hay không. Nhưng mà với những sản phẩm đắt tiền như kiểu Helios 300 chẳng hạn thì một con 28 triệu ấy, một con 32 nó chênh nhau tận 4 triệu. Đấy, thì bạn nghĩ xem là
càng lên cao thì hàng rep nó lại càng được giá hơn. Cái phần khấu hao giữa hàng rep và phần mới nó sẽ cao hơn. Đấy. Tiếp là câu hỏi tiếp theo của Long Ngô và Bong Hát thì nhà trai được 300 SE 02 sao mức giá nó rẻ với cô hình như vậy nên mua không? i7 3050 Ti mà khoảng 22 triệu thì cho là rẻ. Và tại sao mức giá nó rẻ? Đầu tiên là nó là hàng rep. Đúng. Nói trắng ra nó là hàng rep thì giá nó sẽ rẻ là chuyện bình thường. Đấy thì anh em nào mà nghe đây thằng nào bảo hàng new thì chắc chắn là thằng ấy bố láo. Đấy, new. Anh trai từng hay mấy triệu hàng new thì đừng tin. Đấy. Còn về cơ bản là tại sao mức giá nó rẻ? Đầu tiên con máy này là 13 inch này. Thứ hai là vỏ nhôm này. Và tản nhiệt nó không được mát thì giá nó rẻ. Tại sao thị trường nó không được chuộng những cái laptop gaming mỏng nhẹ mà nó nóng quá như con Nitro Triton 300 SE. Anh em phải lấy Triton 500 SE trở lên thì hoặc là sang một dòng khác đấy là G14. Đương nhiên là G14 thì giá sẽ cao một chút xíu. Nhưng mà G14 giữ giá. Giữ giá nào? Đúng. Và nó làm tốt hơn nhiều chứ, cả phần hiệu năng, phần tản nhiệt. Có đợt G14 đều ngon hơn mà. Có đợt Triton về trước giá 25 mà bây giờ Triton xuống còn 23, trong khi G14 giá 27. Mất không tầu thì thế nào? Đấy. Thì đấy là do thị trường họ chuộc những cái dòng sản phẩm như là G14 hơn. Chả phải thị trường đâu, kể cả mình hay anh Duy chắc là cũng thích G14 hơn. Tại vì anh nghĩ là G14 tản nhiệt họ làm tốt hơn hẳn. Đúng rồi. Sung cũng tốt hơn, CPU cũng nhiều nhân nhiều luồng tử tế hơn. Còn i7 kia nó có 4x8 à. Đấy. Tiếp theo Nguyễn, anh cho em hỏi tầm giá dưới 30 triệu không có túp đáp F15 2022 i7 12650H 3060 phải chăng mình đã sai khi chọn nó không ạ? Thế câu này là do không có chấm phẩy gì mà đọc nó khó hiểu ấy. Cứ cho là bạn đã mua con này dưới tầm giá 30 triệu. Thì bạn hỏi xem là ấy gì không, thì thứ nhất là mua rồi thì bây giờ cũng chịu rồi, không giải quyết được gì cả, cứ dùng thôi, không phải suy nghĩ gì cả. Còn sai lầm khi chọn nó không thì cá nhân anh, nếu anh có budget như em để mua hàng chính hãng thì đây không phải là sự lựa chọn tệ với nhu cầu là mỏng nhẹ và hiệu năng cao. Nhưng nếu ở trong tay anh một số tiền ở mức đấy nhưng anh có được sự lựa chọn là mua cái hàng gì anh muốn thì anh sẽ mua G14 bản 3060 R7 5.8 thì mức giá khoảng đấy 27 anh vẫn dư tiền ra, anh đừng ra đấy mà con đấy đã sẵn 16 rồi. G14 ngon nhiều vì là món nó mỏng nhẹ và nó hiệu năng tốt vẫn hơn, mỏng nhẹ hiệu năng vẫn tốt, chip tử tế tốt hơn, chip tử tế hơn. Đấy. Và build tử tế hơn. Đúng. Con kia vỏ nhôm hơi mỏng, con con G14 thì build maze dày hơn, mỏng hơi ọp ẹp chút xíu. Đấy, con trai đần hơi ọp ẹp. Vẫn thích túp thì có thể là túp A15 mình thấy cũng vẫn hơn là túp đát. Vẫn hơn. Năm nay thì nó vẫn nó mỏng, nó không mỏng nhá, nhưng mà nó nhẹ. Đấy mà vẫn giữ hiệu năng rất là tốt. Mình thấy là túp A15 khá ok trong năm nay. Mà tính ra là túp A năm nay chip còn mạnh hơn, VGA mạnh hơn cơ. Nó là i7 12700 chứ không phải là 650. Còn VGA là nó dùng bột 3060, nó là một chạy 130, 140 đấy. Nó phải chạy kiểu 80 như con kia đâu. Đấy. Còn tiếp theo của Hoàng Tiến này. Câu hỏi công nghệ thông tin chơi F4 làm nhẹ Xiaomi i7 mấy 550, 17 củ rưỡi hay câu trả lời này không tệ. Nhưng mà nó sẽ tệ ở một cái khía cạnh là ví dụ là bạn là người bán hàng và bạn có một cửa chuỗi cửa hàng thì nếu bán cho một người là Xiaomi ấy, nghĩa là chỉ một con Xiaomi thôi. Đấy thì về sau vấn đề về bảo hành nó hoặc là sửa chữa linh kiện chẳng hạn thì nó cũng khó khăn ấy. Nó cũng nói chung là nó cái linh kiện nó không dồi dào này. Đấy nó sẽ không phù hợp tại thị trường Việt Nam cho lắm với con laptop Xiaomi hay là một số laptop kiểu nó độc lạ ở Trung Quốc. Đúng rồi. Và hơn nữa thì Xiaomi không có trung tâm bảo hành về laptop ở Việt Nam, thế nên là những cái part hay những cái gì này các bạn sẽ phải tự chơi hoặc là gửi về bên đất mẹ quốc mẫu. Đấy. Nhưng mà nếu mà bạn không lo lắng về những vấn đề đấy hoặc là bạn người quen bên Trung Quốc hay là gì đó thì không phải sao. Thì 17 củ 5 với i5 mới 550 thì thực ra là mua được. Ok. Giá này mua được. Bạn là mua được. Còn trong tầm giá 17 củ 5 thì mình sẽ lấy con Swift 3, nhu cầu thế là đủ rồi, có thích có cặp rời thì lấy con 408 là cũng đẹp. Cái 408 hoặc là iPad 5 Pro nếu mà tìm được hàng. Đấy thì mình nghĩ như thế nó hợp lý hơn, tại vì là nó dễ bảo hành, nó dễ cân nhắc hơn những khoản sau. Câu tiếp theo của bạn là Thanh Tai. Giờ em muốn mua một con laptop tầm 15 triệu chơi Genshin và ARK thì chọn con nào ngon? Yep. ARK, Genshin 15 triệu mà chơi ARK thì thực ra là cũng cố lắm thì chỉ lấy được con Gaming 3 2021 bản 1650. Chơi gọi là chơi thôi, không phải là chơi gọi là trải nghiệm. Không phải là kiểu chơi gọi là cày. Kiểu ARK bình thường là cày nhiều lắm ấy, xong rồi kiểu farm gỗ, xong rồi xây nhà, xong rồi bắt thú, mất rất nhiều thời gian luôn ấy. Bây giờ bảo kiểu làm hết, chơi hết cả một cái series ARK với một con 15 triệu ra là cũng khó. Ok. Còn tiếp theo nữa là của bạn là Lê Tiến Minh Đức, Lê Tiến Minh Đức. Laptop MSI Gaming Alpha 15
giá giờ còn 20 triệu có còn ổn không ạ? Em định mua về làm đồ họa ạ. Thực ra là nếu mà với RX 606M với cấu hình như thế thì ra nó là bét đấy, bét trong cái tầm giá 20 triệu. Bét phân khúc 20 triệu. Nhưng mà để mà bảo là kiểu toàn diện thì thực ra là con MSI không thích đâu lắm. Thì với nhu cầu bạn là nếu bạn là cấu hình thủ của bạn không quan tâm đến tất cả những vấn đề khác, ví dụ như là tản nhiệt hay là độ hoàn thiện của máy vân vân, thì khả năng cao là đấy là một sự lựa chọn. Nếu mà mình là một sự lựa chọn khác thì cá nhân mình thì mình phải thừa nhận là nếu mà bạn đấy làm đồ họa thì bạn lấy 3060 i5 Gen 12 của Nitro 5 kèm màn 65Hz thì là đẹp nhất. Nhưng mà giá thì nó sẽ khoảng lên 25 triệu. Lên tận khoảng mấy triệu thì ra nó cũng hơi cao. Đương nhiên. Không thì nếu mà kiểu chấp nhận giảm cái phần hiệu năng lên chút xíu thì có thể lấy con vẫn là Nitro 5 Tiger nhưng mà là 3060 Ti. Đấy, thì ngoài ra với Alpha 15 thì mình thấy là với bạn nào có nhu cầu gọi là làm đồ họa thì mình thấy là hợp lý. Nhưng mà mình không biết là màn con đấy đã có cổ màu đẹp chưa, tại vì mình chưa đụng bao giờ. Ra thì mấy con MSI mà giá rẻ em không ưng cái phần hoàn thiện lắm. Cái phần hoàn thiện không, thì anh không thấy recommend là lắm. Cái phần hoàn thiện thì anh nhìn qua sản phẩm này anh thấy nó khá giống những cái dòng kiểu GF series, GF66, GF75 kiểu mỏng nhẹ hiệu năng cao của MSI nó cứ thế nào ấy. Nó cứ bị khó tin, khó để tin cậy. Đấy, được rồi. Còn tiếp theo nhá. Mua cũng được. Lê PV Khánh thiết kế đồ họa, học cũng có chơi game nên là chọn là 25-30 triệu. Tại gaming thì nhiều nên không đáp ứng được nhu cầu về thiết kế đồ họa về màn hình. Thì có thể chọn gaming nhưng mà có màn hình đẹp, màu đẹp. Nếu mà màn đẹp thì chuẩn nhất trong tầm giá này thì lấy G14 này, có màn của Pantone Vanguard thì cũng được, lấy hoặc màn là chuẩn Pantone Helios 300 cũng có độ phủ màu cao. Hai trường phái nhỉ, một con màu nhẹ, một con hiệu năng cao tản nhiệt mát. Đấy thì bạn thích thiết kế đồ họa thôi thì mình lấy G14 là đẹp. Ngoài ra thì tầm giá này thì cũng có thể recommend là bạn lấy MacBook thì cũng hợp thiết kế đồ họa. Cũng 25-30 triệu. MacBook M2 thì chắc không ngon lắm, giờ lấy Pro. Lấy MacBook Pro 2021 M1 được. Đấy, nhà không bán MacBook nhưng mà mình nghĩ MacBook thì không tồi trong cái nhu cầu này, không thích gaming thì thôi. Đấy, câu tiếp theo của bạn Mạnh KK, giờ tầm 2-3 triệu có gaming nào ngon nhỉ? 3 triệu bây nhiều giờ, lắm. Bây giờ bảo Nitro thì lại shit thì thôi. Lại những con khác ngoài Nitro 5 Tiger. Về đầu tiên trước tiên thì thực ra là vẫn phải nói Nitro bởi vì thực ra nó ngon thật. Nitro 5 Tiger nhá, là một sự lựa chọn nhá. Rồi, tiếp theo là Asus TUF A15 2022. Có R7 6800 này, 3060 Ti cũng ok. Ngoài ra thì có một sự lựa chọn là HP Victus 15i7. 3050. Hay á, cấu hình này hơi bị hay nhá. 15 anh hay 16 nhỉ? Có bản 16 lẫn bản 15. Nhưng bản 15 này là i7 3050 luôn. Đấy, cũng có HP Victus 16, nhìn cái Victus 16 năm nay không ngon lắm, anh thấy không ngon bằng 15. 15 là ngon hơn nhiều. Hay là ngoài ra thì cho tự chọn tầm Dell G15. Đấy, Dell G15 2022 có 5520 hoặc là 5525. Đấy. Tỷ những sự lựa chọn ngon, còn để mà tốt nhất thì mỗi người một ý. Đấy. Ra là tốt nhất thì sẽ chọn Nitro. Tốt nhất là chọn Nitro à? Anh thì nếu là anh có tầm giá 23 anh sẽ cân nhắc lấy con TUF cũng được. Anh để anh thấy con TUF là vừa sức vừa tầm với tiền của anh rồi. Đấy. Và ok, nếu mà bạn lại hưng AKG mà đã xem được video này thì bạn thử xem bạn đã chọn lựa chọn nào nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các chúng mình lần sau, và đừng quên rằng là đây là giải gì ạ? Đây là giải nhì này. Đây là giải nhất ạ. Anh em chết. Đây là giải nhất, giải to nhất. Và vâng. Anh em nào có những câu hỏi, những băn khoăn gì hay anh em muốn tham gia chương trình giveaway thì hãy comment dưới phần bình luận, chúng mình sẽ tổng hợp. Và số kế thiết miền Bắc ngày 12 tháng 1 là chúng mình sẽ tổng hợp vào 3 chữ số cuối và sẽ gửi đến anh em kết quả ngay trong số hỏi đáp tiếp theo, là số hỏi đáp chủ nhật. Còn bây giờ thì chào. Xin chào, hẹn lại anh em trong video sau. Mình là Review, các bạn đây là bạn là Khải. Tạm biệt nhá.